Vaccine COVID-19 hoạt động có hiệu quả. Vaccine này an toàn và hiệu quả, làm giảm đáng kể nguy cơ nhập viện và tử vong. Đã phát hiện khả năng bảo vệ khỏi COVID-19 từ vaccine giảm theo thời gian. Điều này là bình thường và đã quan sát thấy trong các loại vaccine thông thường khác. Các mũi tiêm nhắc lại cần thiết để giúp chúng ta luôn được bảo vệ khỏi COVID-19 theo thời gian. Bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành tiêm chủng các loại vaccine COVID-19 ban đầu đều có thể tiêm nhắc lại. Người được tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna khuyến khích tiêm nhắc lại 5 tháng sau khi tiêm mũi 2 của loại vaccine này. Người được tiêm vaccine Johnson & Johnson được khuyến khích tiêm nhắc lại 2 tháng sau đó. Tùy thuộc vào độ tuổi, bạn có thể chọn một loại mũi tiêm nhắc lại khác với loại vaccine COVID-19 ban đầu. Bạn nên trao đổi với chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức tại cộng đồng địa phương nếu bạn có thắc mắc về việc nên tiêm loại mũi nhắc lại nào. Bạn có thể được tiêm liều nhắc lại tại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà thuốc, đơn vị y tế tại địa phương và nhiều nơi khác. Hãy gọi 1-800-232-0233 hoặc truy cập vaccine.gov để xác định vị trí tại địa phương gần bạn. Ngoài ra, cũng giống như loại vaccine ban đầu, mũi tiêm nhắc lại sẽ miễn phí cho tất cả mọi người bất kể tình trạng nhập cư của bạn. Vui lòng liên hệ với tổ chức hoặc phòng khám tại cộng đồng địa phương nếu bạn cần hỗ trợ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập aa-nsbihealthresponse.org hoặc gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ covid@apiasf.org. Cảm ơn bạn đã xem và tìm hiểu những điều bạn có thể làm để bảo vệ bản thân, những người thân yêu và cộng đồng của bạn khỏi COVID-19.